Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với phần video hỗ trợ các bạn với phần đó là phần về phát âm. Các bạn thân mến, ở trong cái dạng bài tập về phát âm này thì các bạn nhớ cho cô như sau này. Nó sẽ có hai loại câu hỏi. Loại câu hỏi thứ nhất đó là loại câu hỏi mà chúng ta chỉ cần áp dụng quy tắc là chúng ta có thể làm được. Đó là loại câu hỏi với kiểm tra các bạn về cách phát âm của đuôi S hoặc đuôi ED. Và loại câu hỏi số 2 đó là loại câu hỏi các bạn kiểm tra các bạn về phần cách phát âm của nguyên âm. Thì có sẽ có là với dạng loại câu hỏi thứ nhất thì chúng ta chỉ cần áp dụng cái quy tắc cách phát âm của đuôi S và đuôi ED là chúng ta có thể làm được. Thế còn ở dạng câu hỏi thứ hai đó là dạng câu hỏi về cách kiểm tra các bạn về cách phát âm của nguyên âm thì chúng ta sẽ có cách làm như sau. Và các bạn sẽ đọc cho cô 3 trong 4 từ mà các bạn chắc chắn nhất về cách đọc. Khi các bạn đọc lên thì các bạn sẽ nhẩm xem cái âm của thành phần gạch chân được phát âm là gì. Và các bạn sẽ phải chọn cho cô một từ mà có vị trí phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Thì với cái phần bài tập này chúng ta hoàn toàn không có bất cứ một quy tắc gì để có thể làm được cả. Nó phụ thuộc vào cái vốn từ của các bạn. Nó phụ thuộc vào cái khả năng về các bạn về 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 cái hiểu biết về cái phần âm đấy của các bạn mà thôi. Thì cái phần này thì các bạn sẽ lấy là nếu như bạn muốn có cái thói quen về phát âm tốt thì các bạn sẽ có thói quen là với mỗi một từ mà các bạn không chắc về cách phát âm thì các bạn sẽ chịu khó tra nó trong từ điển và để ý cái phần phát âm của nó trong từ điển. Với trong từ điển thì bao giờ nó cũng sẽ có cái phần phiên âm và có cái biểu tượng loa thì các bạn có thể kích vào cái biểu tượng loa đây và các bạn sẽ xem và học theo cách phát âm đó. Thì cô sẽ có như sau. Ở phần video hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cả hai dạng bài. Cô có với câu số 1. Trở với câu số 1 cơ có ý A tới đọc là final. Trở đọc là final thì cô sẽ có âm gạch chân của cô được phát âm là I nhá. Thế còn ý B thì sao? Ý B cô đọc tới là writer. Nhận đọc là writer thì âm đấy của cô cũng là I. Hai ngay rồi này. Chờ cô sẽ có C và D thì khả năng là cô thấy ý D của cô dễ hơn. Ý D cô đọc tới là with. Đúng không? Âm đấy của cô là Y. Vậy cô chọn được câu 1 là ý D. Sau câu số 1 chuyển cô sang câu số 2. Câu số 2 với cách phát âm của đuôi ED. Thì em nhớ cho cô như sau này. Nó có quy tắc đầu tiên đó là trong tiếng Anh những từ tận cùng là T và D chúng phát âm thành ED. Thì bạn sẽ thấy là bốn đáp án của mình không có đáp án nào có T với D tận cùng cả. Nên cô sẽ bỏ phương án đó. Thì em sẽ nhớ cho cô như sau là em viết cho cô 6 cái chữ cái này ra. Ở chưa? Đấy. Cô có 6 cái chữ cái này, em nhẩm cho cô, viết cho cô 6 chữ cái này ra nhá. Bây giờ cô sẽ nhẩm này. Trước ED là chữ S. Có trong bộ này đúng không ạ? Có, đúng không ạ? Để riêng nó ra. Ý B của cô trước ED là chữ G, không có, đúng không ạ? R không có và chữ N không có. Vậy thì cô chọn được câu 2 sẽ là khác, mỗi thế thôi ạ. Rồi tiếp nhé, cô sẽ có này. Với câu số 4, bây giờ cô sẽ làm một loạt toàn bộ với đuôi ED trước này. Với câu số 4, cô sẽ thấy được là trước ED của cô có chữ C có trong bộ này đúng không ạ? Nên là cô sẽ để riêng nó ra. Tiếp này, ý B của cô trước ED là chữ V có không ạ? Không có. Ý C trước ED là chữ P có đúng không ạ? Cô để riêng nó ra. Ý D của cô trước ED là chữ H có không ạ? Có. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 4, ý B là khác. Anh này rất là dễ, chỉ cần theo quy tắc thôi. Tương tự như vậy, cô sẽ có với câu số 7. Trước ED là chữ S có trong bộ đấy không ạ? Có. Cô để riêng ra. Ở chợ tiếp này à, làm cho cô 6 trước. Câu 6 là cô có nói với các bạn là trong tiếng Anh những từ tận cùng là T và D chúng phát âm thành ED. Vậy chắc chắn anh này cô phát âm là ED rồi, đúng không ạ? Thế còn ý B của cô trước ED là chữ K, có không ạ? Có, để riêng ra. Chợ ý C của cô trước ED là chữ S, có không ạ? Có, để riêng ra. Vậy cô chọn được câu 6 là ý A. Sau câu 6 chuyển cô sang câu số 7. Chợ với câu số 7 cô có tiếp tục như vậy. Trước ED là chữ S có trong bộ này không ạ? Có, cô để riêng ra nhá. Ý B trước ED là chữ K có trong bộ này không ạ? Có, để riêng ra. Chợ ý D của cô trước ED là chữ H cũng có trong bộ này, để riêng ra. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 7 là ý C khác. Chợ xong câu số 7 bạn sẽ làm cho cô câu 9 cũng tương tự như vậy. Chợ với câu 9 tương tự như vậy thì cô sẽ khoanh được câu 9 là ý D. Đó không ạ? Rồi tiếp tục cô sẽ có với câu 13 thì sao? Với câu 13 trước ED là chữ H có trong bộ này, cô cũng sẽ gạch để riêng nó ra. Ý B trước ED là chữ K, có không ạ? Có trong bộ kia cũng để riêng ra. Thế còn ý C của cô trước ED là chữ D. Mà trong tiếng Anh những từ tận cùng là T và D chúng phát âm thành ED, một mình nó một kiểu rồi. Thì 13 cô sẽ khoanh được ý C. Tương tự như vậy cô sẽ có với câu số 15. Nhớ với câu số 15 cô có như sau. Cô có, theo quy tắc của cô thì câu 15 cô sẽ có như sau này. Cô có cái ý B này, tới đọc là candid. Nhận đọc là candid. Nhìn chưa? Cô sẽ có, tới của chúng ta đọc là candid.
Thì cái này đuôi cô là đuôi ED rồi nên cô chọn được 15 là ý B. Rồi tiếp này cô sẽ có với câu số 18. Trở với câu số 18 thì cô sẽ có như sau. Nhờ bạn nhớ cho cô như sau này. Với cái câu số 18, nhờ chúng ta cũng sẽ áp dụng như vậy. Nhưng bạn sẽ nhớ cho cô như sau. Đó là với cái câu số 18 nó sẽ chính là trường hợp đặc biệt. Tại sao cô lại tính là trường hợp đặc biệt vậy? Nhớ cho cô là trong tiếng Anh những từ tận cùng là đuôi S này. Thì đuôi S của chúng ta lại có 3 cách đọc cơ. Nhớ cho cô này. S của chúng ta có thể đọc phát âm là S. Đúng không ạ? Có thể đọc là S. Cũng có thể đọc là S. Đúng không ạ? Và thậm chí có thể đọc là is. Vậy thì bạn sẽ thấy cho cô như sau này. Với cái anh có đuôi S này cô sẽ có ý A. Cô tới đọc là increase. Chờ âm đấy của cô sẽ được phát âm là S nhá. Nhưng mà ý B tới đọc là please. Âm đấy của cô là Z. Vậy cô sẽ thấy là câu 18 ý A của cô trước ED lại là S. Thì S có ở trong cái bộ này. Đúng không ạ? Thì cô sẽ để riêng ra. Nhưng ý B của cô nếu phát âm là Z thì nó lại không có trong bộ đấy. Nên cô để không định tính nữa. Ý C của nó trước ED là chữ C. C có trong bộ này. Đúng không ạ? Thì cô cũng để riêng ra. Vậy thì cô chọn được câu 18. Đáp án của câu này là ý B. Nó sẽ có một số trường hợp ngoại lệ. Đúng không ạ? Nhưng mà, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà đi thi á, thì chúng ta sẽ đi thi thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ theo những cái trường hợp mà theo quy tắc thôi. Vì cái phần này thì theo đề của bộ thì các bác không quá là gọi là trò cái mức độ quá khó. Nên là toàn hoàn toàn có thể theo quy tắc, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Được chưa? Tiếp này chúng ta sẽ có với câu số 20. Nhờ với câu số 20 cô sẽ có ý A. Trước đây là chữ có trong bộ của cô, đúng không ạ? Cô gạch này. Ý C trước đây là chữ H có, đúng không ạ? Ý D trước đây là chữ có. Vậy cô chọn được 20 là ý B nhá. Nếu vậy cô sẽ có với câu số 23 thì sao? Câu số 23 trong tiếng Anh những từ tận cùng là T và D chúng phát âm thành ED. Thì 23 cô khoanh được ý A. Trở với câu số 25 thì sao? Với câu số 25 cô sẽ thấy được là theo 6 cái chữ cái mà cô liệt kê ra như này. Thì cô sẽ thấy rằng là với câu số 25 có một mình ý C. Trước ED nó thỏa mãn một trong 6 chữ cái đó. Vậy thì câu 25 cô khoanh được ý C. Tương tự như vậy với cách phát âm của đuôi S. Với cách phát âm của đuôi S thì em sẽ liệt kê cho cô cũng 6 chữ cái. Nhưng em sẽ nhớ cho cô à. Nó cô đổi chỗ một xíu như sau. Đấy, đó ạ. Nó đổi chỗ là nó sẽ đổi cái chữ T này. Đúng không ạ? Với chữ S kia cho nhau. Thì cô sẽ có như sau. Với câu số 3. Dạ, cô sẽ thấy là trước S của cô là chữ T có trong bộ này. Đánh dấu lại, đúng không ạ? Ý B của cô trước S là chữ D có trong bộ này không ạ? Không có, để yên đấy, đúng không ạ? Ý C của cô trước S là E. Nhưng trong tiếng Anh những từ tận cùng là E thì E không được tính. Vậy nó sẽ tính là T. Vậy T có trong bộ này đánh dấu lại. Vậy cô chọn được câu 3 là ý B. Thực ra chúng ta chỉ cần xác định được 3 trong 4 đáp án là mình đã có thể khoanh được rồi. Tiếp tục nhá. Rồi bây giờ cô sẽ có tiếp với câu sau này. Đó là câu số 11. Trở với câu số 11 cũng áp dụng cho cô bằng quy tắc như vậy. Thì cô sẽ có câu 11 trước ý A cô trước S là chữ N không có trong bộ kia, cô để nguyên đấy. Ý B trước S là chữ K, đúng không ạ? Có, cô đánh dấu lại. Trở ý C của cô trước S là chữ R, đúng không ạ? Không có, cô để nguyên. Vậy thì cô sẽ thấy là có hai anh không có trong cái bộ 6 chữ kia và một anh có. Thì 11 cô khoanh được ý B. Tương tự như vậy bạn sẽ làm cho cô với câu số 16. Với câu số 16 cô sẽ có là ý A trước S là chữ K, có không ạ? Có trong bộ đấy, vậy cô sẽ đánh dấu lại. Ý B trước S là chữ D, không có, đúng không ạ? Để nghiên. Ý C trước S là chữ H, có. Vậy thì cô sẽ khoanh được 16 là ý B. Nhá. Tương tự như vậy, cô sẽ có với câu 19. Với câu 19 cũng áp nó theo quy tắc như vậy. 19 cô khoanh được ý B. Trở câu số 21 cũng áp theo quy tắc như vậy, đúng không ạ? 6 cái chữ cái sau. Đi thi các bạn hoàn toàn có thể viết 6 cái chữ cái ra để áp dụng. Nhá. Bạn nhớ cho cô như sau là nó không hoàn toàn đúng hết với những anh ngoại lệ. Nhưng nó có thể đúng đến khoảng 90%. Và nếu như theo đề của bộ thì các bác bộ không cho vào những cái trường hợp đặc biệt. Thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng theo cái quy tắc như này cho nhanh. Với câu số 19 cô sẽ có như... À câu số 22 cô sẽ có như sau. Trước hết là chữ T có trong bộ này không ạ? Có, đánh dấu lại. Ý B trước hết là chữ K có không ạ? Có, đúng không ạ? Đánh dấu lại cho cô. Ý C của cô trước hết là chữ M. Không có, vậy thì cô khoanh được câu 2 là ý C. Tương tự như vậy với câu 24. Với câu số 24, ý A trước S là chữ có. Dạ, có trong bộ này, đánh dấu lại. Ý B trước S là chữ V, không có, đúng không ạ? Ý C trước S của cô là này này, cũng không có. Vậy thì 24 cô khoanh được ý A, rất là đơn giản, đúng không ạ? Rồi, tiếp này. Bây giờ bạn sẽ quay lại cho cô sẽ chữa một loạt những câu còn lại nhé.
Chờ, câu số 1, câu số 2, câu số 3, câu số 4 chúng ta chữa rồi. Bạn sẽ xem cho cô đến câu số 5. Câu số 5 của chúng ta sẽ là câu về phần là nguyên âm thôi, thì chúng ta phải đọc lên, không cách nào khác cả. Chờ, cô sẽ có ý A tới đọc là E nhỉ. Chờ, âm đấy của cô sẽ được đọc là âm A. Chờ, ý B cô sẽ có tới đọc là E rồi. Âm đấy của cô là E bẹt. Chờ, ý C cô đọc là E nhỉ. Âm đấy của cô cũng là E bẹt. Vậy cô chọn được câu 5 là ý A. Tiếp này với câu số 8 thì sao? Câu số 8, cô có ý C cô đọc dễ nhất, tới đọc là C, đúng không? Anh này cô sẽ được đọc là E. Tiếp này cô sẽ thấy ý D tới đọc là career. Âm đấy của cô là year, hai cái này khác nhau nhé. Ý B tới đọc là speech, âm đấy của cô cũng là E. Vậy thì cô khoanh được câu 8 là ý D. Sau câu số 8, sau câu số 9, cô sẽ có câu số 10. Câu số 10, cô có ý A tới đọc là pagoda. Chợ đọc là pagoda, âm đấy của cô là âm ơ. Ý B đọc là integral, âm đấy cũng là ơ. Ý C đọc là against, cũng là ơ. Vậy cô khoanh được ý D khác. Câu số 12, ý A thì sao? Chợ câu 12, cô có ý A tới đọc là office, âm đấy là y. Chợ ý B đọc là practice, y. Nhờ ý C đọc là service, y. Vậy cô chọn được đáp án là ý D với từ device là I. Nhá, lại ý D khác. Thì bạn nhớ cho cô là những cái từ mà người Việt ta đưa vào để kiểm tra là xem là từ đấy có phần gạch chân được phát âm khác so với từ còn lại ạ. Thì thường là những cái từ nó rất là phổ biến, nghĩa rất là quen thuộc. Xong câu số 12, sau câu 13 cô sẽ có câu 14. Câu 14 cô có ý A tới đọc là number, âm đấy là á. Future là you, đúng không ạ? Thế còn ý C của chúng ta thì sao? Ý C đọc là gì? Đọc là ý C của chúng ta đọc là favorite. Nhận đọc là favorite. Âm đấy của chúng ta cũng là you. Thế còn ý D đọc là amuse, you. Vậy cô chọn được câu số 14 là ý A. Chờ câu số 15, 16, câu số 10. Chờ câu số 17, cô sẽ có như sau. Cô có ý B tới đọc là hummock, âm đấy của cô là á. Ý B đọc là ý B của ý C của chúng ta đọc là sharp, á. Chờ ý D đọc là buffalo, á. Vậy cô chọn được câu 17 là ý A. Chờ sau 17, sau 18, sau 19, sau 20 cô sẽ có câu 21 này. Câu 21 cô có ý A đọc là nhợ. Câu số 21 cô có ý A tới đọc là hit, âm đấy là y dài. Chợ ý B đọc là beat, y dài. Chợ thế cô sẽ có ý C thì sao? Chợ ý D cô có tới đọc là ý gì, cũng là y dài. Vậy thì với câu số 21 cô chọn được ý C. Sau câu 21, sau câu 22, xong câu 23, xong câu 24 và câu số 25. Từ câu số 26 trở đi, cô xin phép ngắt dần video tiếp theo nhé.